cao 1m mấy. Số đo 3 dòng của em là bao nhiêu? Số đo 3 dòng có cần không anh? Thôi cũng được, tại cái tướng em nó ngon quá rồi. Trước khi anh dẫn em đi làm thì anh phải test em thử chứ. Vũ, anh đợi lâu không? Xin lỗi nha, tại bữa đi làm đầu tiên á nên là em rửa đồ hơi lâu. Không sao đâu, thằng Tú nó đã nhờ anh thì em phải giúp chứ. Em cảm ơn anh. Ủa, mà mình sẽ đi đâu? À, anh chở em tới chung cư Hạnh Phúc nha. Em nhận làm BG giới thiệu sản phẩm gì cho cái triển lãm mà các món ăn truyền thống á. Được rồi, mình đi đi. À, dạ. Thôi anh đưa em tới đây được rồi, để em tự lên. Anh thấy cái chung cư cũ kỹ như vậy, làm gì có tổ chức tiệc đây. Thôi để anh đưa em lên, có vậy anh mới yên tâm, Tú nó cũng đỡ lo nữa. Thôi không sao đâu, em muốn tự mình lên, em muốn tự lập mà, cứ nhờ mọi người hoài vậy ngại lắm. Anh chắc không? Ừ. Vậy em lên đi, nhưng mà có chuyện gì phải gọi cho anh biết chưa? Dạ, cảm ơn anh nha. Em cao 1m mấy? Số đo 3 dòng của em là bao nhiêu? Và em bao nhiêu tuổi? Em cao 1m62. Số đo 3 dòng có cần không anh? Khỏi cũng được, tại cái tướng em nó ngon quá rồi. Dạ, anh ơi, chừng nào mình mới tới chỗ triển lãm anh? Trước khi anh dẫn em đi làm thì anh phải test em thử chứ. Test là test cái gì? Qua đây, ngồi xuống. Để anh chị cho. Xuống. Anh làm gì vậy? Ê! À, bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Anh làm gì vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Im! Không phải mày muốn kiếm tiền sao? Mày phục vụ tốt tao đi, người tao dẫn mày đi khách, lúc đó tha hồ mày kiếm tiền. Không, tôi không muốn làm nghề này. Anh tránh ra cho tôi đi vậy? Đâu có dễ gì cho cô em. Gì đây cả? Mày xử nó cho tao! Trâm! Trâm! Mở cửa ra coi! Mở cửa ra! Mặt mà! Có chuyện gì vậy? Anh ơi! Nó có ý đồ xấu với em! Mày là thằng nào? Sao dám vô địa bàn của tao? Tao là thằng nào không liên quan tới mày? Địa bàn của mày hả? Sau hôm nay thì không còn như vậy nữa. Mày mạnh miệng lắm, tao sẽ cho mày một bài học. Mày! Kìa mày! Cảm ơn hai anh nha. Em cảm ơn anh nha. Nhưng mà sao anh biết em là cô Diễm quay lại cuốn vậy? Lô cà mới tiễn ở dưới quê ngon lành trần đạt đang tép đó, được chuyển cho đi khách luôn. Alo, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Được rồi, tôi sẽ gửi định vị cho anh. Nãy cũng may là anh nghe cái thằng cóc ké nói chuyện điện thoại, anh biết ngay là có chuyện mà. À, còn đây là... À, giới thiệu với em, đây là đồng nghiệp của anh. Nè, lần này cậu tới hơi trễ đó. Nhưng quan trọng á là đúng thời điểm. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh Vũ. Chào, mình là Dương Yến Nhi. Và mình là Đình Trường.
Các bạn nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách like, share và subscribe cho kênh Người Vận Chuyển. Các bạn đừng quên nhấn vào cái chuông để mỗi khi có clip mới các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nhé. Hãy chắc chắn rằng các bạn sẽ nhấn vào nó để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.